Bộ Địa chính, Cơ sở Hạ tầng và Vận tải Hàn Quốc đã quyết định thu hồi hơn 2.400 xe ô tô dòng 320D và 116Y của hãng BMW do có vấn đề về pin, cùng với khoảng 2.000 xe ô tô thuộc 22 dòng xe khác bị trục trặc hệ thống sưởi. Bộ cũng thu hồi khoảng 2.000 xe ô tô của hãng Volkswagen do bị hỏng hộp số và 2 dòng xe ô tô của hãng Honda bị lỗi túi khí. Ngoài ra, lệnh thu hồi còn được đưa ra với 4 dòng xe của hãng chế tạo ô tô Audi vì các túi khí do hãng Takata của Nhật Bản sản xuất bị lỗi. Các quyết định thu hồi này được đưa ra gần một tháng sau khi BMW Group Korea ra thông báo thu hồi gần như toàn bộ số ô tô bị lỗi của hãng sau hàng chục vụ cháy động cơ xảy ra hồi năm ngoái.